từ từ nhá. Sơn Nguyễn đã ủng hộ 15 star cho con trâu vàng. Tám đứng thế này đôi tám trồng cây chuối hả y? Cứ thấy đánh cờ thôi. Bệnh tạm gì à? Hay quá nhờ. Cả ta ngọt thế. Cả ta ngọt quá nhờ. Cả ta không nhờ. Mới cắt tay ra không nhờ. Xích qua nhà tế. Không ai đánh kinh thần nhá, Kata đẹp luôn. Làm cho Kata tiếng ám đẹp luôn anh em ạ. Chết nhà không ai đánh kinh thần hợp lý luôn. Đánh Kata sợ nhiều đánh kinh thần thôi anh em là chết luôn đấy. Kata sợ kinh thần lắm anh em ạ. Kata này phi dao không vào máu bọn kinh thần đấy. Mình sẽ bán gì nhở? Bán này đi nhở? Bán nó chua đi. Cấp đi. Cấp cả anh em ơi. Đứng cao lên em ơi à? Giả vờ tựa cái gì đấy anh Dũng ơi? Đứng như này cái gì đấy anh Dũng ơi? Cứ giả vờ tựa thôi. Cứ giả vờ tựa thôi anh Dũng ơi. Tao đứng tiếp à? Ông Bạch Tử Xuân ơi. Chưa đánh, cứ tao bằng đứng tiếp thôi. Cày thế nhờ cái vợ này. Chưa chơi xong ván cứ cả tao đứng tiếp thôi.
thế nhở? Cả ta tiến được cảm hơn bạn đây. Đây cái cảm hơn 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 đấy bạn đây, ngon hơn nhé. Không chưa cái này cười cho này cười mặt cho không chưa cái này cười mặt cho con xa đi đoạn tình bát xưa đứng giữa lời đại lộ tan vỡ lại dễ rồi cho vừa gốc tám không cứ dễ thôi. Anh em mày dễ lắm. Con vừa ăn đến cổng của tám xong. Cứ dễ rồi. Đấy lúc khổ ai biết đâu anh em. Lúc khổ ai thương đâu. Cứ dễ thôi. Ngồi xin quý trích cái. Hỏi cái gì mà hỏi anh cứ hỏi thôi. Anh Trung cứ hỏi thôi anh Trung ơi. Em vừa ăn cái còng số 8 xong. Vừa ăn còng số 8 xong. Thằng em vừa thiết còng số 8 vào đầu xong. Cứ hỏi thằng em thôi. Vé hay chưa? Vé hay chứ. Vé hay là hỏng đấy. Không vé hay là hỏng đấy. Ca sĩ Thùy Chi này đánh suy vong à?
mất dao luôn anh em ạ. Gaddafi đúng không? Đúng có chết đấy, mất dao luôn, bị câu đau một nhịp luôn. Khát cái nước lên, khát cái nước lên. Xanh DVN luôn đi, thì cho Nocturne nhá, ok chưa? Hợp lý chưa? Hay là ôm một đống này, thọt tiền này. Ôm hai mon là thọt tiền lắm. Ôm hai mon là thọt tiền lắm anh em ạ. Đáng khi đeo top 50k, khi đánh bài thì máu top anh. Cái khi đánh nick lào đấy. Sủa vương này, sủa vương cơ. Vãng cái đầu. Ông chúa vương chóng chịu luôn. Sủa vương chóng chịu luôn anh em ạ. Lạy luôn đấy. Ăn đến cúng gái. Ông Yomi cái thần rồi, counter bài tôi rồi. Mẹ ông đánh cái thần anh em ạ. Thần counter lắm. Ui dồi ôi, bé con cầm nước mắt kìa. Chắc là còn quá, chắc là còn quá. Chắc là còn quá. Chắc là còn quá anh em ạ. Ôi thôi thôi em ơi. Mất hết. Làm cái giáp vậy. Mất hết. Bán nệm lăng ra dỗi không ra luôn anh em ạ. À. Vừa bán nệm lăng đi dỗi không ra tao luôn. Nệm lăng cứ dỗi thôi. Ủa đồ xíu nhở? Ủa đồ xíu không ta? Ủa đồ xíu tôi nghĩ là khỏe hơn anh em, khỏe hơn đấy. Ủa đồ xíu đi. Đồ xíu là thứ này đi. Ta đam được mà, mất đã thủ nhở? Chết mẹ rồi, ngáo rồi. Mất thủ anh em ạ. Ngon không mất ăn anh em ơi, ngon anh em ơi. Quên mất đã thủ anh em ạ, ngáo quá. Ngáo rồi, ngáo thật anh em ạ. Ngáo mẹ thật đấy anh em ơi. Mất đã thủ này. Chết rồi. May không thua đấy. May không thua đấy anh em ạ. Thua chết luôn đấy. Thua thọt tiền cực mạnh luôn, thế này phải win này. Sợ ông này, thôi ông này gặp ông này thua đấy anh em. Mới lắc 2 rồi. Lắc 2 ở 6, 50 tiền. Thấy hết 2 luôn. Khó rồi. Hạn này hơi khó anh em ơi. Hạn này khó rồi. Mày quá không gặp ông này ăn đâu nào cũng ra. 1, 2, 3, 4, 5, 6 phong thua rồi. Chắc thua anh em ạ. 6 di phong khỏe lắm. Mai thua anh em ơi, chia game thế thôi, mai thua. Tôi chia game tí, mai thua. Tí thua. Sao anh em ơi, vẫn win là đúng nha. Không sao hết. Chưa mất trích. Đã mất trích đâu. Chưa thua được anh em ơi, cứ bình tĩnh. Vội vào làm gì? Tướng sao mạnh, lên cấp mạnh tay tí anh em ạ. Mạnh tay tí rồi.
thần sứ ra nhiều thế nhở? Thần sứ công hiến nhở? Người công hiến ấy. Là mẹ mấy chiêu. Chiếu ra đã, cứ chiếu cái tiếp anh em mà mày chiếu đã, đó anh mày chiếu đã anh em ơi. Như nào? Rồi ôi, 6 con nắc 2 ăn mực luôn. Được quá nhở. Khá nhở. Ôi bị ngô bà khá đấy. Tình nguyện tay con chưa bỏ tiền rồi anh em ơi. Làm bị cái biến thủ đi. Thôi tạm thời này, anh em ạ. Thằng này mẹ kê gút bẫy tôi luôn anh em ạ. Hay quá nhở. Biết kê thế nhở. Kê gút bẫy mình luôn mà anh em. Hay quá. Biết kê quá anh em ơi. À, thế gì chi giờ bên 2 rồi. Giỏi thế. Đỡ bên này khôn thế nhở, anh em nhở. Ôi anh gặp cái gì xem dao phiên dao đi. Rồi. Thích tiền. Từ đã tính. Mẹ em đánh top 4 đã anh em mà tính tiếp. Top 4 ngồi gái anh em ơi, đứng hơi mỏi rồi đấy. Đứng hơn 2 phút rồi đấy anh em mà hơi mỏi chân rồi đấy. Mỏi thật. Ai da? Ô kìa. Nhà đánh nóc tơn à? Hết tiền 7 rồi à? Căng nhờ. Đã thua này rồi, đâm mà chiếu đâm tôi rồi. Là một bay đâm tôi rồi. Tí thua. Lên mẹ 8 mà thôi anh em nhờ. Lên mẹ 8 mà thôi anh em ạ. Không thấy đâu. Lên 8 đây. Con vợ này hên thế nhỉ à. Nãy giờ tôi thắng hiểm à. Thắng hiểm thắng gì bạn. Tôi làm chết chắc áo luôn này. Làm sáng ám luôn bây giờ đấy. Còn làm sáng ám luôn à. Ra bây thần đi. Thiên thần này cho gà đen anh em. Gà đen tạm đi nhá. Từ tính tiếp. Anh nhạt nhòa xưa đám đông, nhưng phải em là tình.
rồi ôi, tám mắt lắc rồi. Chân thần phải như này anh em mà, tôi chân thần đen vãi đái. À, phe 1 à, 4 cung à, lên 7 à. Cung đam to đấy nhở. Thua rồi. Thua anh em ơi. Đeo 2 mạnh quá. Lên 8 luôn đi. Suy vong cái thần với hai bài chơi nhiều. Không có găng thường nào nhở. Bé găng thường bí thủ đẹp luôn. Ai à. Cúi nhiều mỏi hết cổ anh em ạ, à. Mỏi hết cổ. Cũng nóng đói bên hai nhở. One bắc cảnh mạnh nhờ. Hai nhà đời bên 27 luôn. Dồn được thật sự. Được thật sự. Sờ vào bài lắc anh em mà lắc yếu quá đái cấp 8 luôn. Mình cứ kiểu ngứa tay anh em. Sờ bài lắc cút luôn. Lên 850 tiền này. À, đen giảm bóng phép Meja thua rồi. Chắc xếp lại Kata lại là tí em ạ. Ở bên này mạnh quá anh em ơi. Đi. Run nhanh con anh em ơi. Nó bị nhận lại cân rồi đấy. Run nhanh lên. Nó cơn 3 rồi này. Cơn 3 bài này comeback hơi mệt đấy. Xó thủ nhỉ? Thiếu gì ta? Khazik cả quên mất Khazik rồi.
đi, chung đi. Tí đi nhá, một phát một thua một con nữa là đi. Bốn máu. Ó nó thôi khó bách lắm. Mày giữ được mình giữ được máu nào hay máu đấy anh em ơi. Tại vì tí nữa mới nhà chắc tự đẩy ông chết anh em ạ. Mình sẽ vào top trận này được. Giữ máu bây giờ có tiền anh ta ba là các bách được. Phải e có tiền rồi anh em ạ. Bắt buộc e có tiền rồi. Thằng này phải làm con bẫy đơm tôi luôn mới khó cơ. Arik 2 luôn, zone đỉnh chưa? Sủa vương Asia 3 là tính cái tiền nhá, tính cái tiền luôn này. Asiba. Đi. Thiên thần quyết nhà. Đi. Chúng game ép buôn rồi này. Đi bớt đi, đi bớt đi anh em ơi, dễ hơi lâu đấy. Đánh giá dây hơi lâu đấy. Ông nào bảo Kata cút nào. Ông Tùng Xuân đâu. Ông Xuân bảo Kata cút thì cũng Tùng Xuân đây. Mất mẹ ba tia luôn kìa. Nghe nói anh Tùng Xuân bảo Kata cút này. Kata vào tốt anh Tùng Xuân ạ. Cứ cút thôi. Ngay cút lắm. Cuồng đao đi. Cuồng đao nóng tên anh em ơi. Từ từ đã anh em ơi. Cái đắc ám vẫn ngon mà, từ từ thôi. Sống át thủ có lên cấp lại lên mẹ 9 đi nhở. Kataba, Kataba đi đã thỉnh tiếp. Kataba thỉnh tiếp anh em ơi. Một hai ba bốn năm con ba sao, bốn con ba sao gì à, giờ ba tính tiền đấy. Bà này trâu quá anh em ạ, chịu luôn đấy. Tôi ăn ba sao này đỡ thế nào được. Là ta ba tao bốn rồi anh em ơi. Ngồi anh em ơi, con mỏi lắm rồi đấy. Ngồi cái con ông ơi. Con mỏi lắm rồi đấy, con ngồi gái. Được rồi. Cái này không, cái này hơi yếu anh em, không được anh em ơi. Nhưng chưa bị hơi yếu anh em, được anh em ạ. Xe đạp to thế. Anh cho này chắc tô ba về bắn này anh em ạ. Hai nhảy cái xanh quá, tô ba rồi. Vô cực quyết kiếm à? Hiệu ứng con nào được nhờ? Vô cực khuyết khiếm mới váng cái đầu cơ. Tăng thường ma thủ này. Bỏ bé gôn không nhỉ, con gấu vào không nhỉ. Bé gôn, bỏ bé gôn gấu vào ngon hơn đấy. Con bé gôn không có nhớ dụng lắm anh em ạ. Nhiều tiền lắm rồi đấy. Không mở Kataba luôn, đánh bài này đen như chó. Win trick từ đầu mà không được Kataba anh em ạ, chịu luôn.
Em đánh cuốn trích từ đầu đấy anh em, thì có đâu. Cuốn trích từ đầu luôn. Lên 8, 4, 5, 1 nhá. Lên 8, 50 tiền, được chưa? Luôn đống tiền từ 5 chấm đến giờ đấy. Xỉu luôn. Cắp gai counter thế, con ngựa lon hào đá, cắp gai counter quá mọi người ạ. Khó quá. Bảy ngựa top 1 rồi, ngựa lon khỏe nhở. Mình cắp 3 mê top 1 trận này anh em ơi, khó rồi. Như nào? Đây rồi. Đôi giày. Đôi giày anh em ơi. Chết nó nghe cái đi ba rồi anh em mới khó rồi. Làm giáp gai có từ quá. Chết mẹ, cút rồi. Cút gặp bằng ngựa lon hào đá cái bóng tôi. Thằng ngựa vừa gặp xong rồi bắn nữa này, nó đen thế nhở. Game ép tôi ba rồi. Ông kia đi đua đi cái gì, thi top 2 anh em ơi. Thi top 2 này. Gấu 2 top 1, gấu 2 top 1 được. Nếu mà gấu 2 top 1 được anh em ạ. Con điên nào huyết kiếm chất lượng chưa? Không phải thế. Lật kèo cảm xúc này, đây rồi. Đôi giày. Đây rồi anh em ơi. Lật kèo cảm xúc này. Hằng ngày tính vậy anh em ạ, toán nó toán nó vậy đấy. Tôi đoán nó vậy anh em ạ. Cút, từ từ nhá. Ôi, khó anh em ạ. Đi đi không nhở? Chưa đi anh em ơi. Bên máu chưa đi anh em ơi. Còn hai ba máu ấy, đúng rồi. Chưa đi anh em ơi. Làm sao mà đi được, làm quỷ thư này. Giáp gai đấy, counter tôi chết anh em ạ. Tôi trêu anh em thế thôi. Làm lắp gai vào anh em ơi. Counter tôi đáp anh em ạ. Không được. Lắp gai chết đấy. Đảo ảo thế nhờ, từ cái đuổi bên này anh em ạ. Hay quá. Ok. Clear được 2 đám rồi, xong anh em ạ. Đúng, một đống con đánh mà thua con này nữa chịu luôn. Thua anh em, còn cửa bật anh em ơi, từ nhá. Còn cửa bật anh em ạ, từ đã.
Lóc qua giữa đi à? Ok anh em ơi, tôi đang ở giữa nhá. Lóc qua giữa hơi đần anh em ạ, không được anh em ơi. Tôi xếp theo ý tôi anh em ạ. Không được, không được, không được, không được. Tình yêu đã phai mờ như hoa lỡ không màu. Nó vẩy nhanh quá nhở. Mày biết vẩy quá anh em ơi. Khó rồi, bó góc này không ăn được đâu. Khó khó anh em ạ. Bài giáp gai, các bạn giáp gai counter quá không ăn được rồi. Giáp gai counter cứng quá anh em ơi. Khó khó anh em, ba sao đông quá. Ôi, xếp phê lon à, ông kinh rồi, ông kinh rồi. Ông ngựa lon hào đá, ông kinh rồi. Kata đốt máu mà bạn, Kata cả quỷ thư còn gì nữa. Giảm giảm 100 máu mà.